Ngụy Kỳ Vũ An Hầu liệt truyện. 1. Ngụy Kỳ Hầu Đậu Anh là con người anh chú bác của Hiếu Văn Hoàng hậu, cha ông đời đời ở đất Quan Tâm, thích tân khách. Trong thời Hiếu Văn, Đậu Anh làm thừa tướng nước Ngô, bị bệnh nên thôi. Khi Hiếu Cảnh mới lên ngôi, anh làm thêm sự tức chức quan coi việc trong cung hoàng hậu thái tử. Lương Hiếu Vương là em của Hiếu Cảnh. Được mẹ là Đậu Thái hậu yêu, Lương Hiếu Vương vào chầu ăn tiệc uống rượu theo lễ anh em. Lúc bấy giờ nhà vua chưa lập thái tử, uống rượu say, nhà vua ung dung nói: "Sau khi mất, ta sẽ truyền ngôi cho Lương Vương." Thái hậu mừng rỡ, đậu anh dơ chén rượu tiến về phía trước, dâng lên nhà vua nói: "Thiên hạ là thiên hạ của cao tổ, cha truyền con nối, đó là điều nhà Hán đã giao ước." Tại sao bệ hạ lại có thể tự tiện truyền cho lương vương? Thái hậu vì vậy ghét đậu anh. Đậu anh cũng cho chức quan của mình là nhỏ. Nhân có bệnh xin thôi. Thái hậu gạch sổ tên đậu anh trong sổ ra vào cửa cung, không cho vào triều yết. Năm thứ ba đời hiếu cảnh, năm 154 trước công nguyên, nước ngô, nước sở làm phản. Chú thích Tất cả bảy nước làm phản, quan trọng nhất là ngô vương, sở vương đọc tiếp. Nhà vua xét ở trong tôn thất và những người họ đậu, không ai giỏi bằng đậu anh nên muốn mời anh. Chú thích. Tất cả những người trong họ nội, họ lưu và họ ngoại bên mẹ, họ đậu. Đọc tiếp. Anh vào ý kiến, mượn cớ bệnh hoạn, từ chối, nói mình không đủ sức. Thái hậu cũng thẹn, bây giờ nhà vua nói. Ngày nay thiên hạ đang gặp chuyện nguy cấp, lẽ nào Vương Tôn lại nhường chức ấy hay sao? Chú thích, Vương Tôn là tên tự của đậu anh, đọc tiếp. Bèn cho anh làm đại tướng quân cho một ngàn cân vàng, anh bèn nói. Viên án, loan bố là những viên tướng có danh và những kẻ sĩ có tài hiện nay về nhà nên dùng họ. Chú thích, viên án, loan bố, xem quý bố, loan bố liệt truyện, đọc tiếp. Được nhà vua cho bao nhiêu vàng Anh đều bày ngoài hành lang Dưới mái cửa Thấy các tướng sĩ đi qua liền bảo họ lấy mà dùng Không cho vàng vào nhà Đầu anh giữ đất Huỳnh Dương Cai quản quân tề và triệu Sau khi quân bảy nước đã bị tiêu diệt Anh được phong làm ngụy kỳ hầu Bọn du sĩ tân khách tranh nhau Theo ngụy kỳ hầu Trong thời hiếu cảnh Mỗi khi ra triều bàn việc lớn Những người được phong hầu Không ai dám xem mình ngang hàng với Điền Hầu Và ngụy kỳ hầu Chú thích Điền hầu là Chu Á Phu, xem Lý Tướng Quân liệt truyện, đọc tiếp. Năm thứ tư đời Hiếu Cảnh, năm 153 trước công nguyên, lập Thái tử Lật, sai ngụy Kỳ Hầu làm Thái phó của Thái tử. Năm thứ bảy đời Hiếu Cảnh, Lật Thái tử bị truất, ngụy Kỳ mấy lần can ngăn không được, ngụy Kỳ cáo bệnh rút lui, về ở ẩn ở chân núi phía nam Lam Điền mấy tháng. Các tân khách, biện sĩ khuyên ông, nhưng không ai làm cho ông trở về triều, cao toại người nước lương bèn nói với ngụy kỳ người có thể làm cho tướng quân giàu sang là nhà vua người có thể làm tướng quân thành người thân tín của triều đình là thái hậu Này tướng quân làm thái phó thái tử thái tử bị phế truất tướng quân không can ngăn được can ngăn đã không được lại không dám chết rút lui cáo bệnh ôm gái nước triệu lui về nơi nhàn giật không chịu vào triều nếu căn cứ vào sự việc mà xem thì đó là tướng quân muốn nêu lên cái sai lầm của nhà vua nhỡ cả hai cung đều giận tướng quân thì vợ con sẽ chẳng còn sống sót được đâu ngụy kỳ hầu cho là phải bèn đứng dậy vào triều như cũ đào hầu thôi làm thừa tướng chú thích đào hầu tức lưu xá lưu xá được phong là đào hầu đọc tiếp đậu thái hậu mấy lần tiến cử ngụy kỳ hầu hiếu cảnh đế nói thái hậu cho tôi tiếc rẽ điều gì mà không cho ngụy kỳ làm thừa tướng hay sao ngụy kỳ là người tự phụ tự đắc dễ khinh suất trong công việc khó lòng làm thừa tướng một chức vụ cần con người thận trọng vì vậy nhà vua không dùng đậu anh mà dùng kiến lăng hầu là vệ uyển làm thừa tướng hai vũ an hầu điền phân là người em cùng mẹ với hoàng hậu vua hiếu cảnh sinh ở trường lăng lúc ngụy kỳ hầu đã làm đại tướng quân thịnh đạt thì phân làm quan lang chưa được quý trọng thường qua lại hầu rượu ở nhà ngụy kỳ quỳ xuống đứng lên như bọn con cháu vậy đến cuối đời hiếu cảnh phân càng được vua yêu quý làm thái trung đại phu phân có tài nói năng biện luận học văn tự cổ vương thái hậu là người hiền khi hiếu cảnh mất liền trong ngày ấy thái tử được lập lên nối ngôi hoàng thái hậu thay vua trị vì thường dùng kế của bọn tân khách của điền phân để trấn áp và vỗ về dân chúng em của phân là điền thắng vì là em thái hậu cho nên hiếu cảnh làm vua được ba năm thì phân được phong làm vũ an hầu thắng được phong làm chu dương hầu lúc đầu vũ an hầu tưởng rằng mình sẽ được làm thừa tướng nên khiêm tốn với các tân khách tiến cử các danh sĩ người nào ở nhà thì mời ra làm quan muốn để áp đảo các quan văn vũ theo ngụy kỳ Năm thứ nhất niên hiệu Kiến Nguyên, năm 140 trước Công Nguyên. Chú thích: Trung Quốc bắt đầu có niên hiệu từ đấy. Đọc tiếp. Thừa tướng Uyển bị bệnh nên thôi không làm nữa, nhà vua bàn việc cử người làm thừa tướng và thái úy. Tịch Phúc nói với Vũ An Hầu: "Ngụy Kỳ lâu nay được tôn quý, kẻ sĩ trong thiên hạ vốn theo ông ta, này tướng quân mới nổi lên chưa bằng Ngụy Kỳ, nếu như hoàng thượng cho tướng quân làm thừa tướng thì cứ nhường cho Ngụy Kỳ." ngụy kỳ làm thừa tướng thì tướng quân thế nào cũng làm thái úy thái úy và thừa tướng cũng tôn quý như nhau thôi ngài lại được tiếng nhường cho người hiền vũ an hầu đem điều đó nói bóng nói gió với thái hậu để thái hậu nói lại với nhà vua kết quả ngụy kỳ hầu được làm thừa tướng và vũ an hầu làm thái úy tịch phúc mừng ngụy kỳ hầu nhân đấy có lời khuyên ngài tính yêu người thiện ghét người ác nay người thiện khen ngài cho nên ngài làm đến thừa tướng nhưng ngài lại ghét người ác mà người ác lại đông thế nào họ cũng dèm pha ngài nếu có thể bao dung được cả hai hàng người thì ngài sẽ được làm lâu nếu không ngài sẽ bị người ta dèm pha mà rời bỏ địa vị thừa tướng Nguy Kỳ không nghe Nguy Kỳ và Vũ An Hầu đều thích đạo nho tiến cử triệu quán làm ngự sử đại phu vương Tang làm lăng trung lệnh đón lỗ thần công chú thích vì thích đạo nho nên tiến cử những người theo đạo nho lỗ thần công tên bồi nổi tiếng về nho học ở lỗ rất giỏi về kinh thi lỗ thi còn lại ngày nay là do ông ta soạn triệu quán vương tang là học trò của bồi đọc tiếp muốn đặt nhà minh đường khiến chư hầu về nước của mình chú thích nhà minh đường nhà lập nên để triệu chư hầu phát huy chính giáo của thiên tử. Đời Hán, những người được phong hầu tuy có đất phong nhưng cứ ở Kinh Đô không về đất phong của mình. Đọc tiếp Bỏ việc cấm ra vào cửa ải, làm các lễ phục theo phép tắc để nêu rõ thiên hạ Thái Bình. Ngụy Kỳ xét những người họ đậu và họ tôn thất, ai phẩm hạnh kém thì gạch tên ở trong sổ. Lúc bấy giờ, những người họ ngoại đều làm tước hầu, các vị hầu đều lấy công chúa, không ai muốn về nước. Vì vậy người ta ngày ngày dèm pha với đậu thái hậu. Thái hậu thích thuyết của hoàng đế, lão tử, trái lại bọn ngụy Kỳ, Vũ An, Triệu Quán, Vương tang lại muốn suy tôn nho giáo, dìm đạo giáo. Vì vậy, đậu thái hậu càng không thích bọn ngụy Kỳ. Năm thứ hai niên hiệu kiến nguyên, năm 139 trước công nguyên, người sử đại phu là Triệu Quán, xin đừng tâu công việc với Đông Cung chú thích. Bây giờ, Đậu Thái Hậu ở trường Lạc Cung ở phía đông gọi là Đông Cung, ý nói đừng tâu với Thái Hậu mà tâu thẳng với nhà vua. Đọc tiếp. Đậu Thái Hậu giận lắm, bèn phế truất bọn triệu quán, vương tang và bãi thừa tướng, thái úy, cho Bách Chí Hầu là hứa xương làm thừa tướng, Vũ Cương Hầu là trang thanh địch làm ngự sử đại phu, Ngụy Kỳ Vũ An vì vậy vẫn giữ tước hầu mà về ở nhà. Vũ An hầu tuy không làm quan nhưng nhờ Vương Thái hậu nên được tin yêu, mấy lần bàn công việc đều có kết quả. Chú thích: Vương Thái hậu vợ Hiếu Cảnh, mẹ Vũ Đế ở trên đã nói là chị cùng mẹ khác cha với Điền Phân. Đọc tiếp. Các quan lại và kẻ sĩ ham thế lợi đều bỏ Ngụy Kỳ theo Vũ An. Vũ An ngày càng kiêu căng, năm thứ sáu niên hiệu kiến nguyên năm 135 trước công nguyên đậu thái hậu chết từ tướng là xương ngự sử đại phủ là thanh địch bị bãi vì không lo việc tang nhà vua cho vũ ăn hầu điền phân làm thừa tướng cho quan đại tư nông hàng an quốc làm ngự sử đại phu kẻ sĩ trong thiên hạ các quan ở các nước và chư hầu lại càng su phụ vũ an vũ an mặt mày xấu xí nhưng lại được tôn quý ông ta cho rằng chư hầu nhiều người lớn tuổi, nhà vua thì mới lên ngôi, tuổi còn nhỏ. Chú thích, vũ đế lên ngôi lúc 16 tuổi. Đọc tiếp, mình nhờ là người thân thích nên được làm thừa tướng ở kinh, nếu không dùng nghi lễ để bắt họ phải nhất nhất phục tùng mình, thì thiên hạ không sợ. Lúc bấy giờ, thừa tướng vào tâu, ngồi nói chuyện suốt buổi, nói gì cũng được nhà vua nghe theo. Có lần tiến cử người ta từ chỗ chưa làm gì, lên đến làm chức quan hai nghìn thạch, quyền lớn ác cả nhà vua nhà vua nói ông bổ nhiệm quan lại đã xong chưa tôi cũng muốn bổ nhiệm quan lại đây có lần phân xin đất của nha môn để mở rộng thêm nhà cửa của mình nhà vua nổi giận nói sao ông không lấy luôn cả kho vũ khí cho rồi sau đó ông ta mới bớt xin xỏ có lần điền phân mời tân khách uống rượu để người anh là cái hầu ngồi ngoảnh mặt về hướng nam còn mình ngồi ngoảnh mặt về hướng đông chú thích đời Hán hướng Đông là tôn quý hơn hướng Nam. Đọc tiếp. Ý ông ta cho rằng mình làm thừa tướng nhà Hán là giữ địa vị cao, không thể vì chỗ anh em mà giảm bớt sự tôn quý. Vì vậy, An Vũ càng kiêu ngạo, sửa sang nhà cửa đẹp hơn tất cả các chư hầu. Ruộng vườn đều hết sức màu mỡ, còn những người đi các chợ ở các quận huyện để mua các sản vật về thì gặp nhau từng đoàn ở ngoài đường. Trước nhà bày chuông trống, đặt cờ khúc chiên, chú thích cờ cán công cờ này chỉ vua dùng khi đón mời các ẩn sĩ điều đó chứng tỏ điền phân muốn lấn át nhà vua đọc tiếp ở phòng sau đàn bà kể đến hàng trăm chư hầu mang vàng ngọc chó ngựa đồ chơi đến biếu không kể xiết ngụy kỳ không còn đậu thái hậu bây giờ đậu thái hậu đã chết nên càng không được dùng không có thế lực tân khách dần dần đổi thái độ tỏ ra kiêu ngạo chỉ có một mình quán tướng quân vẫn đối xử như cũ ngụy kỳ thường ngày làm lì không vui chỉ chơi thân với một mình quán tướng quân ba quán tướng quân tên là phu người ở huyện dĩnh âm cha phu là trương mạnh có lần làm môn hạ của dĩnh âm hầu quán anh mạnh được yêu quý do đó được tiến cử làm đến chức quan hai nghìn thạch mạnh lấy họ quán gọi là quán mạnh trong thời ngô sở làm phản vĩnh âm hầu quán hà làm tướng quân ở dưới quyền của thái úy mời quán mạnh làm hiệu úy phu đem một ngàn người theo cha quán mạnh tuổi già vĩnh âm hầu cố nài mãi mạnh mới được dùng vì thế mạnh bực bội không bằng lòng lúc chiến đấu mạnh thường xông vào nơi quân địch mạnh và cuối cùng chết ở giữa quân ngô theo pháp lệnh trong quân nếu cha con cùng tòng quân có người chết thì người còn sống có thể mang hài cốt về Quán phu không chịu lo việc chôn cất, thẳng khái nói. Xin lấy đầu của vô ngương hay đầu của tuấn quân nước ngô để trả thù cho cha. Quán phu bèn mang áo giáp, cầm giáo, chọn những tráng sĩ trong quân đội mà mình quen biết. Người tình nguyện đi theo được mấy chục, nhưng khi ra khỏi cửa thành không ai dám tiến lên. Chỉ có hai người và mười mấy người tòng nô phi ngựa vào trong quân của ngô. Đến dưới cờ đại tướng của ngô, giết và làm bị thương mấy chục người. Không tiến lên được nữa, họ lại phi ngựa về, khi vào thành của Hán thì những người tòng nô đều chết hết, chỉ còn một quân kỵ đi theo. Chú thích: Tòng nô, nô lệ làm bộ hạ quán phu. Đọc tiếp. Phu bị hơn 10 vết thương nặng, may có thứ thuốc quý giá ngàn vàng mới khỏi chết tương tích mới hơi bớt phu lại xin với tướng quân tôi đã biết thêm ngõ ngách ở trong thành của quân ngô xin cho tôi đi lần nữa tướng quân khen ngợi lòng can đảm nghĩa khí của phu nhưng sợ phu chết mất nên nói với thái úy thái úy bèn cố sức can ngăn sau khi quân ngô bị phá quán phu vì vậy nổi tiếng trong thiên hạ dĩnh âm hầu nói với nhà vua nhà vua cho phu làm trung lang tướng được mấy tháng phạm sai lầm thôi không làm quan sau đó nhà ở trường an những người giàu sang ở Trường An không ai không khen ngợi Phu. Thời Hiếu Cảnh, Phu làm đến thừa tướng nước đại. Khi Hiếu Cảnh mất, Kim Thượng mới lên ngôi cho rằng Hoài Dương là nơi then chốt trong thiên hạ. Chú thích, Kim Thượng Chỉ Vũ Đế Khi tác giả viết Vũ Đế vẫn còn sống nên gọi là Kim Thượng. Đọc tiếp Quân mạnh tụ tập ở đấy nên cho quán phu đến làm thái thú Hoài Dương năm thứ nhất niên hiệu kiến nguyên phu về kinh làm thái bộc năm thứ hai phu uống rượu ở cung trường lạc với vệ úy là đậu phủ hai người cãi nhau không ai chịu ai phu sai đánh phủ phủ là hàng em của đậu thái hậu nhà vua sợ đậu thái hậu giết phu nên dời phu đi làm thừa tướng nước yên được mấy năm phạm lỗi bỏ quan về nhà ở trường an quán phu là người cương trực uống rượu sai thì hung hăng không thích người ta nịnh ở trước mặt. Đối với những người bên ngoài nhà vua có thế lực hơn mình, không muốn dùng lễ đối xử với mình, thì thế nào phu cũng tranh hơn với họ. Trái lại, đối với những kẻ sĩ kém mình, thì càng nghèo hèn thì phu càng kính trọng, coi ngang hàng. Ở nơi tụ tập đông người, phu tiến cử những người hậu bối, kẻ sĩ cũng vì vậy khen ngợi ông ta. Tính phu không thích văn học, thích nghĩa hiệp, một khi đã ừ với ai thì nhất định làm những người phu đi lại toàn là hạng hào kiệt hay những bọn đại gian, đại ác. Nhà phu giàu có đến mấy ngàn lạng vàng, khách khứa ăn mỗi ngày ngót trăm người. Họ hàng khách khứa cướp đoạt ruộng vườn, ao hồ, đê đập, tranh quyền giành lợi cho mình, hoành hành ở Vĩnh Xuyên. Trẻ con Vĩnh Xuyên có bài hát Nước Vĩnh Xuyên trong họ quán được vinh, nước Vĩnh Xuyên đục, họ quán bị giết cả gia tộc. Tuy quán phu nhà giàu, nhưng vì mất thế lực, nên các quan khanh tướng, thị trung khách khứa ngày càng ít đến chơi đến khi thất thế ngụy kỳ hầu cũng muốn dựa vào quán phu để che chở cho nhau và gạt bỏ những người trước kia hâm mộ nhưng sau bỏ mình quán phu cũng dựa vào ngụy kỳ để được đi lại với các liệt hầu tôn thất đặng đề cao danh tiếng của mình hai người nâng đỡ nhau tôn trọng nhau chơi với nhau như cha với con rất là vui vẻ không lúc nào chán chỉ tiếc biết nhau quá muộn quán phu có tang qua nhà thừa tướng thừa tướng ung dung nói ta muốn cùng trọng nhụ sang nhà ngụy kỳ hầu nhưng trọng nhụ lại có tang chú thích trọng nhụ tên tự quán phu đọc tiếp quán phu nói tướng quân hạ cố đến thăm ngụy kỳ hầu thì phu nay đâu dám vì chuyện nhà có tang mà từ chối tôi xin nói lại với ngụy kỳ hầu chuẩn bị rượu thịt tướng quân sáng mai sẽ đến vũ an bằng lòng Quán phu nói lại với Ngụy Kỳ Hầu tất cả những điều Vũ An Hầu đã nói. Ngụy Kỳ cùng vợ mua thêm rượu thịt, ban đêm quét tước, về sớm sắp đặt cho đến sáng. Từ tảng sáng đã sai đầy tớ đứng trực ở ngoài cửa, mãi đến trưa thừa tướng vẫn không đến. Ngụy Kỳ nói với quán phu, thừa tướng quên hay sao? Quán phu bực mình nói, Phu xin không ngại có tăng phục đến mời, thế nào ông ta cũng đến. Phu bèn lên xe ngựa, thân hành đi đón thừa tướng. Trước đấy thừa tướng chỉ nói đùa với quán phu thôi, chứ thật ra không có ý đến. Khi quán phu đến cửa, thừa tướng còn đang nằm trên giường, quán phu bèn vào gặp mặt, nói Hôm qua tướng quân có hứa đến nhà Ngụy Kỳ, vợ chuẩn bị thức ăn đợi từ sáng đến giờ chưa dám ăn. Vũ An kinh ngạc xin lỗi. Hôm qua tôi say quên mất những điều đã nói với trọng nhụ. Bèn lên xe đi, nhưng lại đi chậm rãi, quán phu lại càng nổi giận, Đến khi uống rượu sai, quán phu đứng dậy múa, mời thừa tướng múa. Thừa tướng không đứng dậy, quán phu ngồi nói xúc phạm thừa tướng. Ngụy Kỳ bèn đỡ quán phu, đưa đi nơi khác xin lỗi với thừa tướng. Thừa tướng uống mãi đến đêm rất vui, rồi trở về. Chú thích, kể lại một trường hợp hai người tân bốc nhau. Đọc tiếp, có lần thừa tướng sai tịch phúc xin Ngụy Kỳ ruộng, ở phía Nam Thành, Ngụy Kỳ cãi giận nói, già này tuy bị bỏ rơi tướng quân được tôn quý nhưng làm sao có thể lấy lực để cướp của tôi ngụy kỳ không cho quán phu nghe nói nổi giận mắng tịch phúc tịch phúc không muốn hai người sinh hiềm khích nên dùng lời lẽ khôn khéo để xin lỗi thừa tướng nói ngụy kỳ già sắp chết xin chịu khó đợi một chút sau đó vũ an nghe nói ngụy kỳ và quán phu giận không đưa ruộng cho mình cũng nổi giận nói con ngụy kỳ có lần giết người phân này cứu cho nó sống xưa phân nhờ ngụy kỳ ngụy kỳ muốn gì cũng được ông ta còn tiếc mấy đám ruộng sao còn quán phu thì can dự gì vào việc này thôi ta chẳng dám xin ruộng nữa đâu vì vậy vũ an rất oán ngụy kỳ quán phu mùa xuân năm thứ tư niên hiệu nguyên quang năm một trăm ba mươi trước công nguyên thừa tướng nói quán phu nhà ở vĩnh xuyên hoành hành dữ quá dân khổ vì ông ta xin làm án Nhà vua nói, đó là việc của thừa tướng, còn xin làm gì? Quán phu cũng lượm lặt những việc kính của thừa tướng, dùng thủ đoạn gian xảo để mưu lợi, lấy vàng của Hoài Nam Vương và những lời bí mật của ông ta. Chú thích Hoài Nam Vương tên Lưu An, tác giả bộ Hoài Nam Tử mưu phản bị lộ, tự sát. Đọc tiếp Tân khách hai nhà căng ngăn hai người mới thôi, oán thù mới được cởi. Mùa hạ, thừa tướng lấy con gái của yên vương làm phu nhân có chiếu của thái hậu mời liệt hầu tôn thất đến mừng ngụy kỳ hầu ghé qua nhà quán phu muốn rủ ông ta cùng đi mừng quán phu từ chối nói phu mấy lần sai rượu có lỗi với thừa tướng thừa tướng bây giờ lại có hiềm khích với phu ngụy kỳ nói việc đó đã xong rồi bèn ép phu cùng đi đến khi uống rượu sai vũ an đứng dậy làm lễ chúc thọ tất cả cử tọa đều rời khỏi chiếu sụp xuống lại Đến khi ngụy kỳ chúc thọ thì chỉ có những người quen cũ rời khỏi chiếu mà thôi, còn thì chỉ quỳ một chân ở trên chiếu. Quán phu không bằng lòng, đứng dậy mời rượu đến trước mặt Vũ An. Vũ An quỳ trên chiếu nói, tôi không uống hết được chán rượu. Phu nổi giận cười lạc mà rằng, tướng quân là bậc tôn quý, xin uống cạn chén. Bây giờ Vũ An không chịu, phu cầm rượu đến trước mặt Lâm Nhữ Hầu, Lúc này, Lâm Nhữ Hầu đang ghé tai nói chuyện với Trình Bất Thức, lại không rời khỏi chiếu. Phu không biết trút giận dữ của mình lên đầu ai, bèn mắng Lâm Nhữ Hầu. Ông thường ngày dèm Trình Bất Thức, cho ông ta không đáng một đồng tiền. Thế mà hôm nay có người trưởng giả trúc thọ, ông lại bắt chước bọn nhi nữ, nói thì thầm bên tai như vậy à? Vũ An bảo quán phu. Ông Trình và ông Lý, người làm vệ úy của Đông Cung, người làm vệ úy của Tây Cung, Chú Thích Lý Tức Lý quản Xem Lý Tướng Quân liệt truyện Đọc tiếp Này ông Trọng Nhụ làm dục Trình Tướng Quân trước mặt mọi người Thế ông Trọng Nhụ không nể mặt Lý Tướng Quân hay sao? Quán Phu nói Hôm nay chém đầu đâm vào bụng còn biết gì Trình với Lý nữa Chú Thích Ý nói Hôm nay ai phạm vào ta thì ta liều chết đánh lại Cứ gì Trình với Lý Câu này ám chỉ thừa tướng. Đọc tiếp. Khách khứa đứng dậy giả vờ đi đồng dần dần đi ra. Ngụy Kỳ Hầu vẫy tay bảo quán phu ra, Vũ An nổi giận nói, "Đó là tội của ta làm cho quán phu càng kiêu ngạo." Bèn ra lệnh cho quân kỵ giữ quán phu lại, quán phu muốn ra không được, Tịch Phúc đứng dậy xin lỗi, đè cổ quán phu bảo tạ lỗi, quán phu càng nổi giận, không chịu xin lỗi. Vũ An bèn vây quân kỵ trói phu để ở nhà khách xá gọi người trưởng xử vào mà bảo hôm nay có chiếu triệu tập những người tôn thất đến quán phu mắng giết tân khách phạm tội bất chính trói ở nhà cự thất chú thích có chiếu thái hậu triệu tập những người tôn thất quán phu mắng khách tức là phạm tội bất kính phạm tội ấy là bị chém đọc tiếp vũ an bèn xét những việc làm từ trước sai quan lại chia nhau đuổi bắt họ hàng họ quán để bị tội chém ở chợ nguy kỳ hầu xấu hổ suốt tiền của nhờ tân khách xin hộ nhưng không ai làm sao được các quan lại của Vũ An đều là tay chân của ông ta họ quán đều trốn tránh quán phu đã bị trói cho nên không làm sao tố giác những điều mờ ám của Vũ An Ngụy Kỳ liều mình tìm cách cứu quán phu vợ ca Ngụy Kỳ quán tướng quân có tội với thừa tướng chống lại gia đình của Thái Hậu còn cứu làm sao được Ngụy Kỳ Hầu nói tức hầu là do ta mà có được nên tự ta bỏ nó đi thì cũng không tiếc gì vả chăng ta quyết không thể nào để cho quán trọng nhụ chết một mình còn anh này sống sót bèn giấu người nhà ngầm viết thư dâng lên nhà vua nhà vua liền gọi vào ngụy kỳ kể lại đầu đuôi việc quán phu say rượu có lỗi tội không đáng chết nhà vua cho là phải cho ngụy kỳ ăn và nói đến đông cung biện luận trước đình thần ngụy kỳ đến đông cung hết sức ca ngợi quán phu là người tốt nói ông ta say rượu có lỗi nhưng thừa tướng lại lấy những việc khác vu cáo bắt tội ông ta Vũ An lại ra sức dèm pha quán nhu làm những điều ngang ngược phạm tội phản nghịch vô đạo Ngụy Kỳ xem chừng không biết làm sao bèn nói những khuyết điểm của thừa tướng Vũ An nói Thiên hạ may mắn được an ninh vô sự phần nhờ là chỗ thân thích làm thừa tướng điều tôi thích chỉ là âm nhạc chó ngựa, ruộng vườn, nhà cửa mà thôi điều tôi yêu chỉ là những người hát sướng và bọn thợ khéo chứ không phải như ngụy kỳ quán phu ngày đêm chiêu tập bọn hào kiệt đáng sĩ trong thiên hạ cùng nhau bàn bạc trong lòng âm thầm phỉ báng triều đình không nhìn lên trời mà cúi đầu vạch dưới đất chỉ trực chờ hai cung có hiềm khích mong mỏi thiên hạ có biến động để lập công lớn thần không hiểu bọn ngụy kỳ làm cái gì chú thích ám chỉ lập phe đảng coi thường thái hậu và hoàng đế chờ cơ hội làm phản đọc tiếp nhà vua bèn hỏi triều thần trong hai người ai phải ngự sử đại phu hàn an quốc nói ngụy kỳ nói cha quán phu chết quán phu thân mang giáp phi vào chỗ quân ngô bất trắc mình bị mấy mươi vết thương nổi tiếng trong ba quân là bậc tráng sĩ trong thiên hạ không phạm điều gian ác lớn việc tranh nhau chén rượu không đủ khiến người ta dẫn ra những sai lầm khác để giết điều ngụy kỳ nói là đúng thừa tướng nói quán phu đi lại với bọn gian ác xâm phạm dân lành nhà giàu hàng trăm triệu hoành hành ngang ngược ở Vĩnh Xuyên lớn ác tôn thất xâm phạm những người trong cốt nhục tức như người ta nói cành lớn hơn gốc bắp chân lớn hơn vế không chặt thì sẽ sinh họa lời nói ấy của thừa tướng cũng đúng xin hoàng thượng xét cấp ảm làm chủ tước đô ý cho ngụy kỳ là phải song không dám mạnh bạo nói điều mình chủ trương chú thích, cấp ảm, xem cấp ảm liệt truyện, đọc tiếp. Còn những người khác không ai dám nói, nhà vua giận nội sử, chỉ trịnh đương thời, nói. Nhà ngươi hàng ngày thường nói việc hay dở của ngụy Kỳ, Vũ An, thế mà hôm nay triều đình ban bạc thì cứ lúng ta lúng túng như con ngựa bị buộc vào cổ xe, ta chém luôn tất cả bọn ngươi bây giờ. Nhà vua bèn bãi triều đứng dậy đi vào hầu cơm bên cạnh Thái Hậu, Thái Hậu cũng sai người đi rình, rồi về kể lại tất cả cho Thái Hậu biết. Thái Hậu nổi giận không ăn, nói: "Này ta còn sống thế mà người ta đều lấn ác em của ta, khi ta trăm tuổi rồi thì họ ăn thịt nó mất. Nhà vua há phải là gỗ đá hay sao? Hiện nay nhà vua đang còn ở đấy thì bọn kia chỉ biết phụ họa, nhưng một khi trăm tuổi rồi thì hỏi có nhờ được bọn họ không?" Nhà vua xin lỗi nói: "Họ đều là người bên ngoại cho nên mới bàn bạc ở triều đình." nếu không thì đó là việc của một viên lại coi ngục quyết định thôi. Bây giờ, Thạch Kiến làm lan trung lệnh, trình bày cho nhà vua biết nguyên nhân sinh xích mích giữa hai người. Sau khi bãi triều, Vũ An dừng lại ở cửa chỉ xa, tức cửa ngoài cung cấm, gọi hàng ngự sử đại phu lên cùng ngồi, giận dữ nói. Trường nhụ đối phó với một thằng trọc già, làm gì mà phải rụt rè nhút nhát nói nước đôi như vậy? Chú thích Trường nhụ là tên tự của hàng An Quốc Thằng trọc già chỉ đậu anh Đọc tiếp Hàng ngự sử thở dài hồi lâu Bảo thừa tướng Sao ngài không tự trọng ngụy kỳ chỉ trích ngài Thì đáng lý ngài phải cất mũ Cởi giải ấn xin về Nói tôi là chỗ thân thích May được giữ chức vụ này Chứ thực ra không đủ năng lực Điều ngụy kỳ nói đều đúng cả như vậy thế nào nhà vua cũng khen ngài chiêm nhường mà không trút ngài ngụy kỳ trong lòng thế nào cũng xấu hổ về nhà đóng cửa cắn lưỡi mà tự sát bây giờ người ta chỉ trích ngài ngài cũng chỉ trích người ta như bọn đàn bà con nít buôn bán cãi cọ nhau sao mà ngài không biết đại thể đến thế vũ an xin lỗi nói lúc cãi nhau gấp quá không nghĩ đến điều đó nhà vua bèn sai ngự sử căn cứ vào sổ sách chép tội trạng đối chiếu với những lời ngụy kỳ khen quán phu thấy có nhiều chỗ không phù hợp cho là ngụy kỳ lừa dối nhà vua nên bỏ tù ở trong ngục đô tư không thời hiếu cảnh ngụy kỳ đã từng được di chiếu nói nếu có việc gì không lợi thì có thể tùy tiện tâu lên nhà vua chú thích di chiếu chiếu của cảnh đế trao cho trước khi chết đọc tiếp Đến khi mắc vào vụ quán phu, tội đến bị giết cả họ, việc ngày càng gấp, các quan không ai dám nói với nhà vua nữa. Ngụy Kỳ bèn sai người cháu dân thư nói may gì được ý kiến lần nữa. Thư tâu lên nhưng ở trong cung không có gì chiếu. Chiếu thư chỉ cất riêng ở nhà Ngụy Kỳ, lại niêm phong bằng ấn của Ngụy Kỳ là bậc gia thần. Các quan bèn khép Nguyệt Kỳ vào tội giả mạo chiếu của tiên đế. Tội này bị chém giữa chợ. Tháng 10, năm thứ năm, năm 132 trước công nguyên xét tất cả quán phu và người nhà Ngụy Kỳ mãi về sau mới nghe tin khi nghe tin nổi giận mắc bệnh trúng phong không ăn muốn chết nghe nói nhà vua không có ý muốn giết Ngụy Kỳ Ngụy Kỳ lại ăn khỏi bệnh quả nhiên lệnh băng xuống không khép Ngụy Kỳ vào tội chết nhưng có lời đồn đại nói xấu đến tai nhà vua cho nên ngày cuối tháng 12 bị khép vào tội chém giữa chợ vị thành Chú thích Điền Phân phao rằng Ngụy Kỳ phỉ bán nhà vua. Đọc tiếp. Mùa xuân năm ấy, Vũ An Hầu mắc bệnh, cứ một mực gào xin tha tội. Sau thầy bói nhìn quỷ xem quỷ là ai, thì thấy Ngụy Kỳ cùng quán phu giữ lấy ông ta, muốn giết ông ta. Vũ An chết, con là Điền tập tước. Năm thứ ba niên hiệu nguyên sóc, năm 126 trước công nguyên, Vũ An Hầu phạm tội mặc áo cục vào cung, bị khép vào tội bất chính việc Hoài Nam Vương là ăn mưu phản tiết lộ bị trừng trị. Trong triều trước, Hoài Nam Vương vào chầu, Vũ An Hầu làm thái úy đón Hoài Nam Vương ở bái thương, bảo Hoài Nam Vương. Nhà vua chưa có thái tử, đại vương là người hiền nhất, lại là cháu của cao tổ. Nếu như nhà vua băng hà, đại vương không được lập thì còn ai được lập nữa. Hoài Nam Vương cả mừng, đưa cho Vũ An Hầu vàng và lễ vật. Sau vụ nguy kỳ, nhà vua không cho Vũ An Hầu là phải, chỉ vì có thái hậu mà thôi đến khi nghe việc hoài nam vương đúc vàng nhà vua nói nếu vũ an hầu còn sống thì giết cả họ bốn thái sử công nói ngụy kỳ vũ an đều là người bên ngoại nhà vua mà được trọng vọng quán phu nhờ quyết tâm nhất thời mà được nổi danh ngụy kỳ nhờ việc trấn áp ngô sở mà được nổi lên vũ an được quý trọng trong phạm vi ngày tháng nhưng ngụy kỳ thực không biết thay đổi theo thời thế quán phu vô học lại bướng bỉnh ngang ngược hai người nâng đỡ cho nhau gây nên tai họa vũ an ý thế muốn cậy quyền chỉ vì chán rượu mà oán giận hãm hại hai người hiền ô hô thương thay làm hại người khác thì mạng của mình không được dài chỉ điền phân mọi người không yêu chỉ quán phu kết quả mang tiếng ác ô hô thương thay